Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Vị trí mà em Trực đứng là tại là khu đô thị Phú An Nam 2, xã Nhân Khánh. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất trong khu đô thị luôn. Đây, lô đất từ hướng chia tay của em. Đây, em sẽ quay hết một vòng xung quanh lô đất từ con đường đi đến những hộ dân xung quanh. Đây là lô đất. Đây là con đường đi vào lô đất. Đường hiện trạng là rộng 13m, chưa tính lòng lề. Thì trước khi đi vào lô đất, em sẽ bay một đoạn flycam từ trên xuống, cũng như mọi khi, cho quý anh chị nhà mình dễ hình dung lô đất hơn. Bây giờ em sẽ bay lên một đoạn định hình lô đất trước. Đây, trước mặt mình là lô đất. Bây giờ em sẽ bay lên cao khoảng chừng là 35m nữa. Rồi, đây là hình ảnh lô đất nhìn từ độ cao 35m xuống. Giờ em sẽ bay lên một đoạn khoảng chừng là gần 200m cho quý anh chị nhà mình xem rõ hơn là lô đất mình trong khu đô thị nằm như thế nào. Vị trí rất là đẹp, rất là vuông vức luôn. Con đường nhựa nhìn thấy rất là rõ. Xung quanh thì dân cư rất là đông. Đây là cái hướng đi vào. Trước mắt của mình là đường 23 tháng 10. Em sẽ đánh dấu mũi tên vào. Đây là lối đi vào. Em cũng sẽ đánh dấu mũi tên cho quý anh chị thấy cái hướng đi vào lô đất của mình. Nhà một rất là đều, có đầy đủ tiện ích từ quán cà phê, phòng gym. Và đây là toàn cảnh. Nhìn chung thì với tầm giá này thì trong khu thị thì như em là nó đầy đủ, không cao cũng không thấp. Phía xe kia là thành phố Nha Trang. Bây giờ em sẽ quay quen bên tay phải. Ở đây cái đường ra, con đường ra là cái đường mình ra được tới chợ Duyên An. Em sẽ bay đi xe và bay tới một đoạn từ lô đó của mình, sẽ băng qua đường 23 tháng 10 và đi tới cái chợ Duyên An. Thì cái đường đó, cái đường này gọi là cái đường 3D. Đây là toàn cảnh. Thì tổng diện tích lô đất của mình là 102m. Ngang 6, ranh giới của nó là từ cái vị trí là ngôi nhà này đi ngang qua cái trụ bê tông này. Đấy, là các sản trụ bê tông đây. Đây, chạy dài phía sau tới cái trụ bê tông phía sau luôn. Thì chiều dài của nó khoảng 17m nha quý anh chị. Thì trong khu đô thị cái diện tích là gần như là giống nhau. Thì lót tùy lô, thì nó chạy dài ra phía này. Sau đây thì phía sau là cũng là ngay 6m. Hướng đất của mình là hướng chính đông. Vậy em xin lỗi, là hướng chính bắc. Dành cho quý chị là đông, hướng là đông tứ trạch. Con đường nhựa là hiện trạng của nó là rộng là 13m. Xung quanh cái lốc này là diễn rất đông rồi. Còn người này người nói rất là to. Và đường không. Thì từ cái vị trí lô đất của mình á, mà đi ra đường 23 tháng 10 thì khoảng là hơn 200m thôi quý anh chị. Chính xác của nó là 270m. Rất là gần. Hướng nào mình cũng vô đưa tới được cả lô đất á. Thì trong khu đô thị thì tiện ích rất là đủ. Từ quán cà phê, phòng gym, cá sẵn hết. Tích hợp đầu, tích hợp mình ở rất là nhiều. Từ vị trí lô đất mình về xuống thành phố Nha Trang là chỉ 8 cây thôi. Nếu xuống biển là khoảng thêm 2 cây nữa, tầm là 10 cây là tới biển. Thì xung quanh đây thì lô đất của mình thì đã gần chợ Duyên An và trường đại học Duyên An, ủy ban. Thì cách trường tiểu học á Duyên An thì 270m. Cách chợ Duyên An là 1,2 cây. Và nếu mình đi tới là cái bệnh viện nhiệt đới á, gần đây thôi,
700m và đi lên tới cái cầu vượt luôn á là 900 và đi tới trở thành là khoảng là 1,7 cây. Và giá bán cho cái lô đất của mình đó là 23 triệu/m2, tương đương khoảng là 2 tỷ 370 mấy triệu quý anh chị. Em sẽ hình cái sổ đỏ lên để cho quý anh chị nhà mình tham khảo. Thì đất có quy thì quý chị an tâm rồi, không sợ chị quy hoạch, mình chỉ lo về giá thôi. Giá này thì quý chị gặp trực tiếp với chủ để mình được thương lượng. Dạ thì nãy giờ em Trực cũng đã review xong lô đất trong khu đô thị Phú An Nam 2 với giá bán là 23 triệu/m2. Quý chị nhà mình có nhu cầu thì có thể liên hệ em với số điện thoại là 0843216679 bên góc phải màn hình, và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất về bất động sản tại huyện Dương Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Bắc Hưng Phong và thành phố Nha Trang. Em Trực xin chân thành cảm ơn.